Hello anh em ơi. Rồi em Di Cá chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chương trình của tối ngày hôm nay thì vẫn lại là robot anh em. Đấy, thì hàng em cũng mới về tiếp một lô nữa anh em. Mới cách đây 2 ngày thôi mà cũng đã về tiếp một lô rồi. Đấy, đây anh em. Rất là ok ha. Đấy, rất là nhiều còn nhà dưới nữa anh em ơi. Xuống nhà dưới hết rồi. Thì cái này em giới thiệu luôn, thì cái số điện thoại kia là số điện thoại chốt robot anh em nha. 0396503968 là số điện thoại chốt robot. Thì anh em chốt robot số gọi vào số điện thoại này và Zalo này luôn giúp em ha. Đấy. Rồi thì cái phần đó là phần số điện thoại, còn về phần riêng về máy. Thì robot riêng robot này thì em sẽ là bao sóng và bao ship cho anh em. Con nào mà em gắm vô không chạy là em ăn xác luôn. Và con nào nó coi như là, nói chung là em không bảo hành anh em, nó xác luôn. Em bán sáng không bảo hành đó. Đấy, bao chạy, pin em không có bao luôn anh em nha. Pin thì coi như là anh em giờ sạc hên xui. Có con thì chạy được nhiều, có con chạy được ít anh em nha. Đấy, thì anh em thích thì đóng pin lại. Đó, đây, có mấy con này. Em không có pin thì em sẽ sạc vô cho anh em. Rồi em test máy sóng thôi. Đấy, mấy con kia, em không có đóng pin, em chỉ đóng pin iRobot thôi. Đấy, với lại mấy con mà cỏ nhỏ nhỏ thôi anh em ha. Đó. Rồi, thì hàng bên em là bao ship anh em nha. Hàng bên em tất cả là em bao ship, thì anh em ưng ý con nào sẽ có một cái mã số ở cái phía trước và giá tiền phía sau, thì anh em nhìn kỹ xong rồi gọi cho em. Em sẽ chốt cho anh em theo mã số ghi lên trên máy, rồi khi mà chốt xong thì anh em cọc trước cho em 30% nha. Rồi còn bao nhiêu em sẽ gửi hàng về đến nhà, khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra. Đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót gì thì anh em cứ gọi lại cho em để em giải quyết ngay lúc đó luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một. Anh em xem và tham khảo nha. Bữa nay nó hơi bị hụt hơi nè, mới ăn tăng da bên kia rồi. Nó hơi xinh xỉnh chút xíu. Anh em thông cảm thôi, nó chỉ hơi bị hụt hơi. Rồi, thì bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo. Thì tình trạng là con nào lỗi thì em sẽ báo lỗi cho anh em nha. Em sẽ báo lỗi là, rồi anh em cũng nhìn kỹ giùm em luôn, phần này em cũng chưa có rành lắm á, cho nên là anh em cứ nhìn kỹ giùm em. Rồi. Rồi vô con đầu tiên anh em ơi. Thì con này, đấy, pin này nè, pin của nó này nha. Thì em sạc, nó không có chạy. Đấy, anh em giờ kích lại. Pin nó pin li-ông anh em nha, đây nè. Rồi, con này là nó nhận sạc bình thường anh em ha. Con này là con E5, từ lát em sẽ quay màn hình nó xong. Đấy, pin trong này là pin em mượn của ông anh nha. Nó báo nó lúc lỗi gì đây nè. Báo lỗi gì ta? Đó, sạc đầy rồi. Rồi. Con này bị lỗi rồi anh em ơi. Đánh tháo pin nó lại coi. Đánh tháo pin nó lại anh em ơi. Tự nhiên nó báo đang chạy bình thường là tự nhiên nó báo lỗi nè. Rồi, lỗi anh em ơi. Rồi, con này coi như để thanh lý sau nè. Đó, đưa anh con đi bóng này. Đây, kéo cục sạc à. Cái con đi bóng này nó sạc riêng điện 220V, à quên, điện riêng 100V anh em nha. Đấy, 25W. Con này có lau nhà anh em nha. Đấy, anh em giờ bỏ miếng lau nhà vô. Đây, đi bóng Ecovac, đấy, Made in China, hai chổi đàng hoàng anh em ha. Bánh xe mướt rượt luôn. Rồi. Con này bánh xe ok ha, đấy. Có wifi luôn em nha, riêng con này có wifi luôn. Sạc riêng điện 100V anh em nha, nghiên cứu kỹ anh em ha. Con này sạc riêng 100V, sạc ok luôn. Đấy, con này là con mỏng anh em nha, con này rất là mỏng luôn. Anh em về
con này nó chạy rất là êm nhưng mà nó mỏng á anh em, về nó chui dưới tủ cạnh bàn rồi ok hơn đấy. Chạy êm ru luôn nè. Đó. Đấy. Nó có kết nối wifi nha. Anh em về tự kết nối wifi giùm em. Để em xé mớ rác ra cho nó hút anh em ơi. Đây. Đấy. Con này là con vừa hút vừa lâu anh em nha. Đấy. Vừa hút vừa lâu. Đấy, hút ok luôn. Rồi ok nha. Đấy. Đây vừa hút vừa lâu, ráng không ta. Đấy. Có chỗ quét đàng hoàng luôn em, đầy đủ phụ kiện ha. Rác rớt rồi hút thuốc này anh em, thuốc men hút vẫn vô bình thường ha. Đấy, vừa hút vừa lâu. Rồi em phát nữa nè. Con này nó có vẻ nó có wifi, anh em về cứ kết wifi xong rồi anh em xử lý nó giùm em ha. Đó. Hình thức còn đẹp luôn lắm anh em nha, đẹp len keng luôn á. Đấy, em chưa lâu luôn nè, để em lâu nó lâu sơ qua một cái cho anh em coi. Đấy, chạy rất là êm, con này ok luôn, nghiêm chỉnh luôn, có kết nối wifi. Đấy. Đấy, không biết bấm sao cho nó dời luôn, anh em giờ nghiên cứu cái phần đó nha. Rồi, em dỡ một rác rồi, tiếp một phát nữa, cho anh em coi. Đấy, rác bao la luôn nè, đấy. Nó có cái hộp ở đây. Rồi. Ok luôn. Nhận sạc đàng hoàng anh em mới sạc nó lên luôn, bình rin trong đó nha. Bình rin luôn á, chứ không phải là bình đóng đâu. Rồi. Robot 61. Đây anh em nha. Đấy, nhận sạc bình thường. Đấy, trời, bao vô lại. Con này giờ anh em nha, sạc vô. Đấy. Nó là bình rin anh em nha. Em cũng không tháo bình ra luôn. Đấy, chổi chiếc đầy đủ EcoVac. Mỏng đẹp anh em nha, đây nè, lau sơ qua cái cho anh em luôn. Rồi con này bao ship bao sóng, phần về chức năng anh em về nghiên cứu giùm em nha. Đây nè, đó. Rồi 1.500.000 dành cho em nó luôn. Robot 61, 1.500.000 dành cho em nó nha. Rồi máy pin sạc có pin trong đó, pin rin luôn anh em nha. Em giờ nhà em gắm sạc phát là chạy luôn đó, nhưng mà chạy bao nhiêu thời gian thì em không biết đó. Rồi ok, robot 61, 1.500.000. Rồi tiếp tục là một con đầu 770. Con này nó bị lỗi chạy lùi nè, bị lỗi chạy lùi nha. Đấy, nó chạy lùi. Đấy, nó chạy lùi anh em, chạy lùi anh em nha, hơi dơ. Đó, nó chạy lùi. Rồi, hình dáng thì đẹp nha. Con này đời sản xuất 2013. Con này nó chạy lùi. Đấy, con này bán sát luôn. Anh em về nghiên cứu giùm em ha. Hình thức còn đẹp, bánh xe còn ok. 770. Đó, con bán sát thì em sẽ không có bỏ chổi anh em nha. Em tháo luôn. Đấy, con nào có chổi sẽ đợi luôn, còn con nào mà em tháo chổi là không có chổi anh em ha. Đấy, 770 anh em giờ vệ sinh sơ qua. Đấy. Rồi riêng về phần con này em bán giá là em lên một cái giá là không có sạc anh em nha, còn anh em thích mua sạc thì cứ cộng vô 400.000 một cục anh em ha. Đấy, nhận sạc nè, nó vẫn nhận sạc được bình thường. Rồi con này giá không sạc anh em ha. Rồi mã robot 62, con này để cho anh em là 6.8 đi.
Đó, nó chạy lùi anh em nha, 680k bao ship cho anh em ha. Đấy, hàng bên em làm bao ship toàn bộ ha. Robot 62 680k vẫn nhận sạc nhưng mà nó chạy lùi anh em nha, đời 2013. Đấy, em bán sát luôn. Ok, cái thân này thôi anh em ha. Đó, cục pin ở đâu rồi? Cục này máy này không có pin luôn anh em nha, không có pin luôn, 770. Không có pin, em sẽ tháo cục pin đóng của em ra lại anh em nha. Anh em lưu ý kỹ giùm em. Con này không có pin. Đấy. Rồi, 7 robot 62 680k luôn. Đây, một con này cũng điện 100V xài nước luôn em. Đấy, lô này giờ rất là chi là ok luôn em nha. Đó. Chỗ chiếc nè. Anh em ở dưới nè. Hitachi con này đời sơi 18V. Đời 2018 anh em nha. Đó. Bánh xe chỗ chiếc rồi còn rất chi là ok luôn. Đấy. Chạy nè. Sạc điện 100V nha. Con này riêng con này sạc điện 100. Có tiếng của cái Nhật luôn. Chạy anh em ơi. Ủa chỉnh con này chỉnh sao cho chạy em. Chỉnh sao cho mẹ ta. Con này nó đỡ sơi 27. Nó nói cái tiếng gì vậy anh em ơi? Đợi em xíu nha. Em bấm xíu là nó chạy à. Thôi con này để qua ngày mai đi anh em ơi. Giờ em say rồi, bây giờ em hơi bị tơi cho nên là em không có nghiên cứu được nó đâu nè. Mà con nào mà nó chạy á thì em bán anh em ơi. Đấy, còn con nào sát là sát luôn, cái con này nó đẹp như thế này. Đấy. Đấy, rồi để từ từ qua ngày mai đi nè. Anh em hôm nay anh em thông cảm với em tí xíu nha. Ngày qua nghỉ rồi, hôm nay ráng làm anh em ơi. Rồi con này, đó cho nó hút này nè. Rồi cho nó về đất đi anh em ơi. Ok luôn em ơi. Đấy. Ok anh em nha. Về đắp được. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ đây. Con này đời nó là sản xuất năm 2013 anh em nha. Ok luôn. Rồi, con này đầu 770 bánh xe. Ok hết anh em nha. Đấy. 770 bánh xe ok, ok luôn. Đó, rồi con này có chổi đầy đủ phụ tùng. Đấy, em ra hai cái giá anh em nha. Hai cái giá, con này màu đen. Chạy hút. Ok, đấy, bao sắm bao ship. Đó, em bao tới đó thôi, còn phần chức năng anh em về tự kiểm tra. Anh em tự test giùm em nha. Rồi con này giá cho em nó là 900k là không sạc. Còn có sạc là 1.300k anh em nha. RB63 900 có sạc là 1.300. Rồi ok luôn. Đấy. Đầy đủ như thế này anh em nha. Hình thức còn đẹp, màu đen. Đấy. RB63 900. Rồi con này không pin lên không chạy anh em. Đó.
không binh lên không chạy nha, đầu 780. Đầu 780 anh em nha. Đó, lên không chạy. Nó không chạy đâu anh em nha. Con này mất cái đầu này nè. Đấy, nó mất cái mắt con mắt này nè. Rồi, em bán sát cho anh em luôn. Rồi, riêng con này đỡ cho anh em mất cái con mắt đúng không? Đầu 780. Nhiêu ta? Đấy, màn hình cảm ứng anh em nha. Rồi. Sát con này đỡ cho anh em là 600k, màu xím nha. RB 64 600. Không sạc anh em nha. RB 64 600k, màu xím cho anh em. Đầu 780, mất mắt nè, anh em về lấy phụ tùng ha. Rồi cho chạy trước đi anh em. Con này màu xanh bao đẹp luôn anh em nha. Con màu xanh bao đẹp luôn. Đây, binh rinh của nó này anh em nha, đầu 6, binh rinh đầu 6. Anh em thấy học rác không? Bao đẹp cho anh em luôn. 654. Đây, rác này nè bà. Chổi rinh. Nói chung là rinh toàn bộ, chỉ có bánh xe nó hơi mòn thôi. 654 anh em nha. Đây, binh rinh của nó đây. Đấy, 654. Về đất anh em. Ok, một phát ăn ngay luôn nè. Đó, cái mặt trước nó hơi dơ tí xíu, anh em về vệ sinh lại luôn. Con này màu xanh anh em nha. Đấy, màu xanh hút ok luôn. Đầu 654, bánh xe nè, hơi bồn tí xíu thôi. Vẫn còn ok tốt ha. Rồi, con này để cho anh em là giá không sạc, nếu mà có sạc. Đấy, anh em cứ cộng mua 400 ngàn tiền sạc anh em. Con nào em lên giá không sạc cho anh em giữ tính. $650 một con giá không sạc. Có sạc 1.050.000. Ok chưa anh em ơi? Đấy, bình của nó đây, bình rinh đây. Rồi ok nha. Đó, 654. Rồi, ra luôn em. Rồi bơi 65 là 650. Đấy. Tiếp tục con này đầu năm anh em ơi. Đấy. Bình rinh của nó đây nè. Con này chạy anh em nha. Đấy. Chạy mà nó hơi kêu nè. Con này chạy mà nó hơi kêu. Thấy cái đèn gì nha em. Rồi ok luôn. Đây nè. Đó. Hút được nha. Tắm hơi nhiều anh em ơi. Đấy, hút được. Rồi, về đốc sạc. Rồi một phát ăn ngay luôn đó. Đó. Một phát ăn ngay nha anh em nha. Rồi con đèn 537. 537 anh em ơi. Mất một gãy luôn cạnh. Đấy, ok, chạy ok luôn. Hút được. Đấy, ok anh em nha. 537. Rồi. Con này để cho anh em là robot 66. Giá không sạc. Đấy. Chạy ok. Rồi đợi cho anh em con này 400k bao ship nha. Có sạc là 800 anh em nha. Đấy. Có sạc là 800. Còn không sạc là 400. Robot
Đây, đấy. Robot 66 400k. Rồi tiếp tục, con này là một con đầu 760 anh em nha. Đây, rinh hết anh em ơi. Học rác không có gì nha. Đó, 760. Còn đây là hình thức ok luôn. Đó, lau chùi sơ qua anh em ơi. Đó. Con này cảm ứng nha. Con này đời 2013 luôn em ơi. Đấy. Đây, rác đây. Đó, có thuốc có men đầy đủ anh em nha. Ok luôn, một phát là ăn ngay luôn em ơi. Đấy. Rồi, con này đời 2013. Đấy. Chổi rinh, rinh hết anh em, bánh xe ok hết nha. Rồi, sạch sẽ. Con này đợi cho anh em là 900k, giá không sạc. Có sạc chiều 3 anh em. Robot 67 900 anh em nha. Đấy. 900k anh em, giờ vệ sinh là phát là xong. Đấy. Vệ sinh sạch, giờ vệ sinh sẽ ra là xong anh em ạ. À. Rồi robot 67 900k dành cho em nó luôn. Ủa, pin của nó đâu rồi? Pin hả? Rồi con này nó không có pin anh em ơi. Đó. Không pin luôn anh em nha. Không pin thì nó lại hơi khó. Bây giờ nó không có pin anh em ơi. Đó. Rồi con này robot 60 hồi nãy anh. 67. Pin của nó đây anh em nha, pin nào nó cũng như pin nào thôi. Đây cục mới cắt lên nè. Đấy, rồi robot 67 900. Đấy, pin nào nó như pin nào, em này em test pin đóng thôi, em không lấy pin này em không có, em không có bây giờ pin nào nó như pin nào thôi. Đấy anh em giờ test hơn xui anh em ơi. Rồi robot 67 900. Rồi con này xác không pin luôn anh em ơi, không có pin. 621 anh em ơi, xác không chạy. 621 hình thức còn đẹp anh em nha. Đây nè, còn rất là ok, bánh xe đồ không có chổi này. 621. Rồi xác không chạy, con này để cho anh em là đẹp anh em nha. 330k. Xác 330. Xác không pin. Robot 68 330 anh em nha. Không chạy anh em ơi. Đấy. Robot 68 330. Rồi ok luôn. Qua mã anh em ha. Không bấm đứng lại em chạy nữa. Tiếp tục con này là con 622 anh em nha. Đó. Màu trắng đẹp anh em. Rồi, anh em giờ vệ sinh lại là ok, con này chạy ok nè. Đấy.
15 anh em nha. Con này Victoler luôn nè. Đấy, về vệ sinh một phát là xong thôi. 622. Đấy. Để cho anh em con này 600k không sạc. 600k không sạc, có sạc là 1 triệu anh em nha. Bao sóng bao ship, anh em chức năng anh em về tự test cho anh em ơi. Đây bình hoàn đây. 600 anh em ơi. Đấy. 600k. Robot 69 600. Đấy. Rồi ok luôn. Đây con này mất cái mất con mắt anh em ơi, chạy nha, mất mắt. Bỏ xác luôn hả? Bỏ bên nhiêu cho em? Không bình lô nè, mà bình đâu? Đấy, chạy nè em ơi. Đấy, không có bình này nè. Không bắt ốc này nè. Đấy. Nói chứ em cũng hơi sần sần rồi, nhưng mà vẫn chuẩn anh em nha. Làm gì làm nhưng mà vẫn phải chuẩn nha. Mất con mắt nè. Đấy. Vẫn chạy bình thường anh em, mất mắt này vẫn chạy bình thường. Vẫn sống nha. Đấy. Còn tụi nó con mắt bây giờ vậy? Giờ đâu anh em ơi. Rồi con này để cho anh em là mất con mắt nha. Đó, mất con mắt để cho anh em là 650 luôn. Đấy. 650 một con mất con mắt. Đấy. Mất con mắt ha, bỏ con sống nha anh em, giờ nhà anh em bỏ mắt vô. Đấy. Rồi 2011. Không có pin luôn anh em ơi. Con này xác luôn, không pin luôn anh em. Đấy. Nó mất con ốc này nè. Xác không pin. Đây anh em ơi, sát nha. Rồi, 6 RB70. Con này 6.5, nãy đọc nhiều ta. 6.5 hả? Ok anh em ơi. 650k anh em nè, sát không pin. Đấy. Nãy giờ quay 10 con hả? Gì nữa? Con này không có nắp hả? Đây, nắp đây. Đấy. Rồi con này nó bị mất cái dành này anh em ạ, mất cái dành này để bỏ pin vô chạy. Còn phải chạy nha. Đó, chạy. Rồi con này nó chạy tàu lao anh em. Đấy. Nó chạy tàu lao anh em ơi. Đấy. Về tốc độ nó mất cái miếng này nữa nè. Rồi. Bao sóng bao ship cho anh em, 7 xị không sạc. Đấy. Nó không nhận sạc anh em, nó không tiền nữa. 700 anh em nha. Đấy. Bao ship sóng bao ship cho anh em, giá không sạc anh em nha. Rồi, mã RB71 700. Hình thức nó đây nè em ơi, anh em thẩm giùm em luôn ha. Đấy. RB71 700. Rồi. Rồi. Quay đủ 20 con báo anh qua kia. Qua kia vô tiếp.
Rồi tiếp tục là một con đầu 6620. Con này đẹp len keng luôn em. Này nè, chổi làm bỏ chổi mới nha, còn riêng phụ tùng của nó là rin đét lên đẹp, rất ok luôn em. Bánh xe nè, đấy anh em coi nè, vít tua lời luôn nè. Đấy, này nó dính keo thôi anh em, giờ vệ sinh khoát màu trắng. Con này đời 2013. Giỡn nhộn đẹp vậy mà nó không chạy không, lỗi anh em nha, lỗi con này, lỗi có pin luôn, con này lỗi có pin gắn sạc đấy, lỗi không chạy, bấm nó không chạy anh em nha, bấm nó không chạy, lên nguồn không chạy. Rồi giá không sạc, con này rất là đẹp luôn nha. Rồi giá không sạc bỏ chổi cho anh em luôn, lên nguồn mà bỏ chổi cho anh em luôn nha. Rồi con này đợi cho anh em 400 không sạc, anh em có sạc 800 nha. Đấy. Rồi như thế này là gửi đi luôn nè, nó như vậy thôi nè, đấy có chổi nha, ok ha. Con này tại vì nó đẹp anh em giờ dọn đường để bỏ chổi cho anh em giờ dọn luôn đấy. Rồi bơi 72 400. Rồi con này sát iRobot Rung 3 cầu 5 nè anh em, 531 sát không binh nha, không chạy đâu đấy, sát không binh không chạy. Mới kinh skin luôn anh em, lại không chạy đó. 531. Rồi con này đẹp anh em ơi, nó vẫn nhận sạc bình thường, không có pin nhưng nó vẫn nhận sạc nha. Robot 73 đó, giá không sạc luôn nè. Con này hình thức rất đẹp luôn, 2.8 anh em, 2.8 nha, tùy theo sát thôi anh em, con nào đẹp đẹp 66 anh em ơi, đó 2.8 luôn, ok nè. Đấy, đây vui con đầu 7 vít tơ lơi luôn, đầu 7 đầu 8 này 780 anh em nha. Đây em chưa khui luôn nè, đấy khui ra cho anh em coi nha. Đấy, lâu chùi không lâu luôn em, đó cứ thế là giọt thôi, con chổi anh em nha, đầu 780. Em qua bánh xe của nó nè, đấy ok nè, chổi nè, đấy rồi bỏ cái chổi mới vô luôn cho anh em mà quét đã. Đây chỗ rin đây nè, cho chỗ rin đi, bóc cái nào lật cái đó đây nè. Em lưu ý kỹ nha, em chốt số chốt hàng số điện thoại này giúp em đó, có Zalo luôn đấy. Thì robot nhà em thì em chỉ là bao sóng và bao ship thôi anh em, nghiên cứu kỹ nha, em không có bảo hành đâu anh em ơi. Đây rác hơi
dơ tí nè em ạ. 780 anh em nha, con này 780 đó, toàn bộ rin hết. Đấy, sạc rin nhận sạc ok. Giờ vệ sinh một phát là ok luôn em ạ. Đó. Rồi 78 RB 74 con này giá không sạc là 1 triệu, có sạc là 1 triệu tư. Đấy, anh em thích chọn cái nào em chiều anh em cái này á. Em dễ chịu không? Đấy, bán không sạc em bán luôn, có sạc em bán luôn nè. Đó, RB 74 1 triệu anh em nha, đầu 780 ha. Đây cục pin của nó đây. Anh em về tự sạc cho em. Rồi tiếp tục. Điếc hả? 537. Điếc rồi anh em ơi. Lên nguồn nhưng mà điếc. Điếc nha, lên nguồn nhưng mà điếc. 2011. Sắc đẹp anh em. Đó, sắc đẹp ha. Rồi, sắc không binh luôn anh em nha. 537 sắc không binh. Sắc đẹp. 537 sắc không binh không sạc. Đầu năm lên nguồn. Lên nguồn thì nó là 300 anh em nha. Lên nguồn anh em về. Dọn giùm em. 300 không sạc. Không binh. Rồi 775 300. Rồi tiếp tục con này đầu 570 anh em ơi. Đây 570. Cái nắp của nó em thấy nó màu khác lại con này anh em ơi. Đấy, chỗ chiếc rồi bình thường. Này ok ha. Đây. Nhìn đây nè. Đây con này bỏ vô đây nè. Ngày hôm qua là em nghỉ rồi. Ngày hôm qua em nghỉ rồi cho nên bữa nay em phải quay. Nhưng mà bên kia hay đang hát cao cười á. Rồi con này nó lỗi anh em nha. Nó lỗi chạy lui anh em nha. Con này chạy lui hình thức đẹp nha. 570. Đấy, giá không sạc. Đầu năm 570. Rồi 330 luôn. Chạy nhưng mà chạy lui anh em nha, hàng lỗi anh em ơi. 576 303 luôn. RB 76 chứ. RB 76 303 không sạc anh em ơi. RB 76 303. Rồi. Được kịp chưa? Đây. Tiếp tục anh em ơi, 760. Kịp đến khu chưa? 760 màu trắng anh em. Đấy. 760 màu trắng. Đây 760 màu trắng. Ủa pin đâu rồi? Ủa còn một pin kia đâu? Hết pin rồi hả? Anh em đợi xíu gỡ lấy cục pin đi anh em ơi. Thank you.
Rồi con này 2013, ok anh em nha. Nút này hơi xấu nè. Đấy, chổi thì đây 760. Đấy. Rác có luôn em nha, đây nút rác nè. Đấy, nút rác đầy đủ, nó còn kẹt này nữa anh em. Đấy. Rồi, con này ngoại hình nó nút nó hơi xấu nha. Đấy. Con này 900k anh em nha, 900. Robot rồi. Mã số đây. Rồi, robot 71. 77 900. Không sạc có sạc chiều 3 anh em nhé. Đó, không sạc có sạc chiều 3. Rồi ok luôn. Ủa con pin nó còn tím nữa của nó đâu rồi? Mới cắm nó rồi. Ở đây đây đây, không phải. Màu vàng anh em mới bỏ đi. Rồi 97 900. Đây 876 anh em có luôn. 876 nha. 876. Biết tôi lời chưa nè. Đấy, không cần đời 2016 nữa nè. Không chạy đâu. Không chạy thay pin. Đấy. Ba chổi còn, rù lô vẫn còn ok nha. Bánh xe ok luôn. Rồi, rồi, biết đâu rồi. Đây, pin lithium luôn, có luôn em. Đấy. 876. Đấy. Rồi ok chạy anh em ơi. Chạy. Chạy. Nút đẹp luôn nè. Đấy, nút đẹp. Máy ok luôn, biết lời luôn. Đấy. Để đổ mớ rác ra cho thuốc anh em ơi. Đấy. Chỉnh cam lại, chỉnh cam lại. Kia. Sạc nè.
800k. Ok anh em nha. Đấy, có sạc đầy đủ anh em nha, full bộ. 1.800k full một bộ. Đấy. Pin nó đâu rồi ta? Đây. Ủa, bên đây đây phải, đây. Đây anh em nha. Đó, pin iRobot đây. Anh em giờ sạc anh em ơi. Đấy, anh em giờ tự anh em sạc nha. Rồi, em sẽ đây gắn luôn cho anh em. Đỡ mất công lộn. Đẹp lắm anh em ơi. Đấy. Chưa vệ sinh chưa làm gì hết, vui ra quốc luôn. Có rin luôn anh em ơi. Đấy, rin đấy đẹp đẹp đó. Đấy. Hôm nay quay nó hơi cứng rồi nè. Đó. Kẹt rác đây sợ. Rồi anh em giờ vệ sinh lại phần đó nha. Bánh xe nó còn ok luôn, gai dày anh em nha. Đó. Rồi 1.8 full bộ anh em ạ. Rồi có 78.8 luôn. Rồi con này sát không pin luôn em nha. Đầu năm 530. Đấy. Con này đầu 530 sát đẹp luôn em, bao đẹp cho anh em luôn. Đấy. 530. Rồi con này sát không pin. Robot 79 đấy. Mấy giờ ta? 19 con. 19 con. Thêm ấy sao đó. Rồi, robot 79. Con này sát đẹp 280 anh em ơi. Đó, 280k nha, sát đẹp. Rồi, bấm đứng video lại anh đi. Robot 79 280. Rồi, tiếp tục. RB80 anh em nha, con này chạy lùi. Con này đầu đầu 7 anh em ơi, 780 nha. Đây, bánh xe hơi mòn anh em ơi. Được các phụ kiện thì nó đẹp thôi nhưng mà bánh xe hơi mòn. Chỗ chiếc đồ là ok. Đấy. Bánh xe hơi mòn hả? Nó chạy lùi anh em nha. Đó, nó chạy lùi nè. Nó chạy lùi nha. Đấy. Chạy lùi nha. Đấy. Rồi nó không về luôn. Đó, nó chạy lùi, nó sống nhưng mà nó chạy lùi anh em ạ. À. Rồi con này đỡ cho anh em. Xác luôn anh em về dọn lại nha. 680k rồi bao ship cho anh em ơi. 680. Robot 80, đó là 680k luôn em ơi. Đó, robot 80 680k, nó không chạy dời được đâu anh em ơi. Còn ok nha. 680. Rầu nghiêm chỉnh. Đây thay pin đây em ơi. Rồi bây giờ em chơi cái con này luôn đi em ơi. Đây. Đấy. Con này cỏ nè. Sạc điện 220 nha, con này sạc điện 220. Đây, vô pin nè. Đó. Con này thì bây giờ vẫn bán là 300.000 nè anh em đó. Còn những thanh lý cho anh em luôn. Bán bao nhiêu á? Tôi có 60. Khách chốt. Chốt rồi. Chốt là bỏ ra cho đỡ đăng chi. Hồi bữa là em test nó chưa chạy đâu. Hôm nay em sạc pin vô cho nó chạy luôn cho anh em luôn. Rồi. Con này đầu 7, bỏ ra. Đây xíu nè. Đấy. Đây. E5 anh em ơi, chơi E5 đi. Không sạc luôn em ơi. Đấy, phụ kiện bao đẹp cho anh em luôn. Đây. E5. Anh em xem giúp em nha. Đấy, phụ kiện nè. Mức rượt. Đấy. Còn cái mặt của nó đây. Chưa lâu chùi qua luôn nè. Bên rin không chạy nha. Bên rin nó không chạy. Rồi, để cho em xử lý con này cho anh em. Ủa con pin hồi nãy đâu rồi? Thắt pin E5 hồi nãy ra rồi, mượn rồi. Con đầu tiên á. Ủa không pin luôn ở đâu. E5 á. Con này không có pin luôn em. Kết cấu nó đây nè. Đấy, kết cấu nó đây. Đợi em xíu ha. Đấy. Tháo pin ra.
Rồi cho anh em cục bình này anh em. Đấy, cho vô luôn đi. Có cục bình lẻ hoài cho vô luôn anh em. Giờ sạc lên anh em ơi. Mấy cục bình này em chủ yếu bán máy thôi chứ mấy cục bình này đối với em nó không có tác dụng. Lên điện không lên luôn hả ta, chán vậy, không lên luôn. Nghe tiếng gì rồi anh em ơi, nghe tiếng gì rồi? Nghe cái tiếng tiền về rồi đó đấy. Nghe cái tiếng đó là biết rồi, bóc này hên xui anh em ơi, còn sống còn chết nó tùm lum hết á đấy. Mua lô chấp nhận chịu thôi anh em, lô nào sống nhiều á thì mình có ăn, lô nào mà chết nhiều á thì mình chết luôn đấy. Nó đơn giản nó là vậy anh em. Nữa hả? Ủa hình như cục pin này nó báo lỗi sao ta, nó báo lỗi pin anh em nè. Cái con máy kia nó bị như vậy mà con máy này nó cũng bị như vậy luôn, nhận sạc bình thường nha. Đấy con này nút niết đồ rất là đẹp luôn. Đấy một cục pin hồi nãy mà em mượn là nó bị hai con luôn là sao ta, cái loại này nó có cái nối wifi nè anh em ơi. Đấy. Sống anh em. Rồi cho anh em thầy thợ luôn anh em ơi, hình thức còn rất đẹp. Ok anh em nha. Đấy, anh em nào thích dọn lấy về dọn ha. Đấy, có nối wifi nha. Hình thức còn rất đẹp, có sao là đi vậy luôn. Đấy. Cái cục pin này nó bị gì, nói chung là bây giờ là em không biết nó bị cái gì đâu. Đấy, bóc ra sao là chơi vậy luôn em. Đấy, em bóc ra một con nữa mà nó mà bị đi như vậy luôn á là cục pin cả đời nè. Xấu ha. Đấy. Chỗ chiếc bánh xe ok luôn. Đợi em thử làm phát một nữa anh em, nghiên cứu lại cái nha. Em cứ bình tĩnh. Sao anh em ơi, đấy, có cái file nha. Con này lỗi khác rồi, không phải do lỗi cục pin ha. Lỗi nha. Anh em ơi, nó chạy ngứa máu lên anh em ơi. Đấy. Rồi con này để anh em thích về dọn nha. Đấy. Hai con lần luôn, em lên hai giá hai con cho anh em dọn luôn nha. Con nào nóng sống đó. Đấy, nhưng con này nó chạy nè. Ok nha. Đấy. Anh em hãy thợ biết dọn lấy về dọn nha. Anh em không biết dọn đừng lấy nha. Đó, lấy về mất công lắm anh em ơi.
về tự sạc luôn em ơi. Rồi, ok. Máy pin sạc, máy này bán full bộ cho anh em nha, E5. Rồi, con này mát nè anh em, đấy, chiều rưỡi cho anh em luôn. 1.500.000. Đấy, anh em thấy tình trạng nó thấy rồi đó. Đấy, anh em về cứ về dọn ha. Đây là cái phía sau của nó nè. Ok nha, đấy phía sau của nó đây. E5 một con, RB 81, 1.500.000. Rồi, máy pin sạc anh em nha, đầy đủ. Rồi, con này có bên chưa? Đấy, con này cũng là lỗi y vậy luôn em nha, chạy cái đứng 1.500.000 cho anh em luôn, hai con bằng giá nhau luôn, anh em thích dọn anh em lấy về dọn ha. 1.500.000 lên quẳng quẳng lên chạy được cái đứng. Đấy, con này hình thức còn rất đẹp nha. 1.500.000 ok chưa anh em ơi? Rồi, con nào nữa ta? Rồi, con này dây nó bị đứt rồi anh em ơi, xác cho anh em luôn. Đấy, dây nó bị đứt nha, nó bị đứt dây nguồn không pin luôn. Đấy, đứt dây nguồn không pin, không sạc, anh em lấy phụ tùng anh em lấy ha. Anh em đã đang xài con tắc kè quan thì anh em lấy phụ tùng chổi chiếc bánh xe rồi 19V anh em. Đấy, để anh em làm ha, nó mẻ miếng đầu nè. Đấy, mẹ miếng đầu này. Đấy, tắt kè quan anh em. Rồi, để cho anh em chăm rưỡi bao tiếp luôn. Đấy, mã RB 83 150k, không test được đâu anh em ơi, bị đứt dây rồi. Đấy, RB 83 150k, tức quá nè, thua thêm tiếp còn E5 nữa nè. Đấy, con này này chổi ok ha, bánh biết rồi ok đó. Đấy, để em khui làm khác nữa nè, ấm ức. Mở ra đâu đây, bên đây phía sau này. Rồi, con này không có pin luôn em. Quái cụ chì thiệt. Thôi nín luôn em, điếc luôn em. Thank you.
chỗ ngay năm nãy nè. Chỗ ngay năm cửa. Máy nút sạch sẽ luôn anh. Đây, đó, nó vô anh em nha. Nãy hơi dơ một tí thôi. Đấy, rồi, ok. Máy pin sạc. Rồi có 84. Đấy. 2250. Rồi, ok, xong. Đó, robot 84 2250k anh em nha. Đấy. Con này chạy hút ok luôn. Rồi. Nút ok, đấy. Như thế này anh em ơi. Bánh xe được nghiêm chỉnh hết. Đấy. Robot 84 2250. Rồi, lên con Acro nữa anh em. Robot 85 là con cuối cùng thôi. Đấy. Con Acro. Đây, Acro anh em, pin của nó đây. Đầy đủ ha. Rồi, em sẽ ráp pin sau ha. Đấy. Rồi, Acro. Acro màu trắng nè. Ừ, không có cái hộp rác anh em ơi. Đi kiếm cho anh cái hộp rác bỏ vô con này. Rồi em hết con này quay thêm cho một cái quạt nữa cho anh em ơi. Robot thêm cái quạt nữa. Cắm sạc anh em nha. Đang vô sạc rồi nè. Đấy, nhận sạc anh em nha. Rồi con này chạy. Đây, ủa thuốc đâu nãy giờ nó uống đâu hết rồi. Nãy giờ nó hút không ta? Rồi. Nhưng bên này nó cản lại anh em ơi. Nó không có vô đi được á, như này nó dư nè. Đó, nó cản lại, nó không hút được. Đấy, anh em mời nghiên cứu sâu ha. Rồi, con này nhận sạc ok luôn. Đây, pin rin của nó đây anh em nha. Đấy, một sạc đầy đủ. Đây, nhận sạc luôn, điện 2.2. Acro màu trắng này, đầy đủ nè. Đấy, anh em giờ nghiên cứu pin sạc nó nha. Robot 85. Rồi, con này để cho anh em 450 đây. Ok nha. Đấy, rồi, xuân bộ 450k. Rồi, ok luôn, đấy. Rồi, em lên cho anh em con một con quạt thôi nè. Đấy. Con này nét cánh bằng anh em ơi. Đấy, nét điện 100V anh em nha. Cổ cánh thì ok hết luôn. Đây, nét. Đây anh em ơi, cổ cánh thì vít tu lơi luôn ha. Đấy. Đây nó dặn nút gì đây nè. Đấy. Nói chung là con này rất đẹp luôn nè. Cổ cánh ok, rất đẹp. Rồi. Đúng rồi, con này nó cũng cao anh em ơi. Quạt lửng nha. Con này quạt lửng cánh 30. Đấy, cánh 30 nè. Số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi, ok, xuống luôn. Đấy, có lại. Rồi tắt luôn là vừa. Rồi. Đây, ở dưới miếng ở đây anh em nha. Miếng ở đây. Nào miếng nào hay ta. Rồi con này cánh mặt anh em nha, miếng ở đây. Hơi bóp một tí nè em ơi. Đây nè. Hơi bóp kiểu gì á. Đấy.
nét cánh mặt. Đây. Rồi con này chiều 3 anh em ơi. Chiều 3. Rồi. Này R-Boy 86. R-Boy 86 chiều 3. Nó theo mã robot luôn đi. R-Boy 86 chiều 3 anh em nha. Chạy ok, cổ cánh ok luôn đó. Cổ cánh bao cho anh em không mẻ không cái gì anh em ơi. Đấy, rồi, R-Boy 86 chiều 3. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Rồi chúc anh em một buổi tối ngủ ngon ha. Rồi chào tạm biệt, chào tất cả anh em ha. Hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai nha.